Vâng, hôm nay tại Mac Mobile, các bạn sinh viên sẽ chứng kiến một chương trình khuyến mại hoàn toàn mới. Chỉ cần mang thẻ sinh viên hoặc giấy báo trúng tuyển đại học đến Mac Mobile mua hàng, các bạn sẽ được giảm trực tiếp vào hóa đơn mua hàng. Cụ thể, mua Xiaomi giảm ngay 100.000 đồng, mua iPhone giảm ngay 200.000 đồng. Chương trình kéo dài đến hết ngày 15 tháng 9. Rồi, các bạn có thể thấy rằng chiếc Redmi Note 5A của mình đã khởi động lên. Đó, có vẻ như thời gian chênh lệch khá là dài. Rồi, và đây thì chúng ta sẽ không có ứng dụng nào. Mình sẽ đưa thiết bị về chế độ máy bay. Rồi, có thể thấy rằng chiếc Mi 4X của mình khởi động khá là lâu. Cách biệt quá là xa đi. Rồi, và nó đã lên với khoảng thời gian chênh lệch phải đến tầm 15-20 giây. Rồi, thiết bị này cũng đã lên, không có ứng dụng chạy ngầm. Và mình sẽ đưa về chế độ máy bay. Rồi, và đây thì mình đã chuẩn bị các tựa game để có thể speed test cho các bạn. 1, 2, 3. Và cái chiếc Redmi Note 5A này của mình thì đang chạy trên phiên bản MIUI V9 luôn. Trong khi chiếc Redmi 4X này chúng ta sẽ chỉ là phiên bản MIUI V8. Và MIUI V9 thì được Xiaomi quảng cáo khá là nhiều rồi đúng không? Đấy, các bạn có thể thấy rằng hiệu quả của nó đây này. Rồi, Redmi Note 5A đã vào trước Subway Surfer. Máy bay rồi mà nó vẫn thông báo đẩy là sao? Rồi, Redmi Note 5A lại tiếp tục vào trước. Mình nghe tiếng nhạc rồi. Đó, thời gian chênh lệch cũng rơi khoảng 2 giây đấy. Z-Back Joyride. Đấy, các bạn có thể thấy rằng cái tốc độ phản hồi của chiếc Redmi Note 5A nó đã cải thiện hơn khá là nhiều so với chiếc Redmi 4X. Đó. Zombie the Tsunami. Tiếp tục lại là Redmi Note 5A. Đó. Thế nó mới hay chứ. Chúng ta sẽ đi đến với tựa game cuối cùng, đó chính là Advan 8. Đó. Tại tiếp tục, phần thắng sẽ nghiêng về chiếc Redmi Note 5A. Mặc dù cùng sở hữu con chip là Snapdragon 830 này, RAM là 3GB, màn hình HD, tuy nhiên thì Redmi 4X chúng ta sử dụng màn hình là 5 inch, trong khi Redmi Note 5A là 5,5 inch. Đấy, và cái sự chênh lệch giữa phần cấu hình như vậy thì nó khá là ít. Tuy nhiên thì các bạn có thể thấy rằng do cái sự khác biệt về phần phiên bản hệ điều hành nên là chúng ta đã có một sự khác biệt về phần tốc độ. À, mình sẽ thử nha. 1, 2, 3. Và tí nữa thì mình sẽ show cho các bạn xem là cái điểm đồ họa 3D cũng như là điểm Geekbench của cả hai chiếc máy này, và các bạn sẽ thấy được cái sự khác biệt giữa hai phiên bản MIUI này. Ố, thật là bất ngờ, Redmi 4X của chúng ta lại vào trước. Tuy nhiên thì thời gian chênh lệch cũng không được 1 giây, gần 1 giây. Rồi, khá là bất ngờ. Rồi, và chúng ta sẽ đi đến vòng 2, vòng quản lý đa nhiệm xem sao. Tempo Run 2, cả hai vẫn còn nguyên. Subway Surfer. Rồi, cả hai nguyên còn. Z-Back Joyride có tiếng âm thanh. Zombie the Tsunami. Rồi vẫn còn. Và cuối cùng là Advan 8. Đó, cả hai vẫn còn nguyên, rất là tuyệt vời. Và đây thì mình sẽ show cho các bạn xem điểm AnTuTu cũng như là điểm Geekbench của cả hai thiết bị. Rồi, ở điểm AnTuTu thì Redmi Note 5A của chúng ta sẽ có số điểm là 45.000/45.000, trong khi chiếc Redmi 4X chúng ta chỉ có 42.000 thôi. Và đặc biệt là điểm đồ họa 3D thì Redmi Note 5A của chúng ta hơn gần 1.000 điểm luôn. Đấy, điểm UX cũng cao hơn, tất cả mọi điểm đều cao hơn. Và các bạn có thể thấy rằng Redmi Note 5A của chúng ta sẽ có một cái khả năng load game là ấn tượng hơn đúng không? Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có điểm Geekbench này đây. Đây, điểm Geekbench thì các bạn có thể thấy rằng cái điểm đơn nhân thì cả hai thiết bị chúng ta sẽ tương đương nhau, một bên là 661, một bên là 673 thì nó cũng khá là tương đồng nhau. Tuy nhiên ở điểm đồ họa, điểm của multi-core thì
Redmi Note 5A của chúng ta sẽ có điểm nó cao hơn khá là nhiều. Cụ thể là nó hơn 500 điểm luôn. Đấy. Chính vì vậy thì các bạn có thể thấy rằng cái tốc độ của chiếc Redmi Note 5A nó thường nó sẽ cao hơn, nhanh hơn so với chiếc Redmi 4X của chúng ta. Đấy, và các bạn có thể thấy rằng lên phiên bản MIUI 9 của chúng ta, mặc dù đây cũng chưa phải là phiên bản chính thức, nhưng mà nó đã cho chúng ta một cái trải nghiệm là mượt mà hơn, ổn định hơn. Và các bạn thấy hai sản phẩm này thế nào? Hãy để lại ý kiến của mình ở phía phần bình luận. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cả hai sản phẩm đang có mức giá cực kỳ tốt tại MIUI 9 nhé.